Cô chào các bạn. Trong tiết luyện từ và câu hôm trước, chúng ta đã học về nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ quan hệ tương phản. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến nhé. Bây giờ, cô cho chúng ta vào bài tập 1 nào. Ở bài tập 1, yêu cầu chúng ta tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện vui Người lái xe đãng trí, sách giáo khoa, trang 54. Theo các bạn, bài tập 1 có mấy yêu cầu? Bài 1 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là tìm. Yêu cầu thứ hai, phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện vui Người lái xe đãng trí. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc mẩu chuyện này nhé. Người lái xe đãng trí. Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện đến đồn công an. Alo, xin các anh hãy giúp tôi ngay. Tôi đã khóa cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại. Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau. Theo báo mực tím. Trong mẩu chuyện này, câu nào là câu ghép nhỉ? À, đó là câu: bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Trong câu ghép này, vế thứ nhất đó là bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái. Vế thứ hai mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Ở vế thứ nhất, chủ ngữ bọn bất lương ấy, vị ngữ ăn cắp tay lái. Ở vế thứ hai, chủ ngữ chúng, vị ngữ lấy luôn cả bàn đạp phanh. Và hai vế trong câu ghép này được nối với nhau bởi cặp quan hệ từ không chỉ mà. Và đây là cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến. Vậy, ngoài cặp quan hệ từ này ra, bạn nào còn có thể tìm cho cô những cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến khác nữa nào? À, chúng ta có những cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến như không những mà, chẳng những mà. Vậy thì khi nói hoặc viết, chúng ta sử dụng những cặp quan hệ từ này như thế nào cho phù hợp? Cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài 2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống. Chúng ta có 3 câu như sau. Nhiệm vụ của các bạn là tìm những cặp quan hệ từ để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. Các bạn cùng làm bài tập nhé. Và bây giờ các bạn cùng xem đáp án của cô. Ở câu A, cặp quan hệ từ cô điền đó là không những mà. Ngoài ra cô có thể điền không chỉ mà, chẳng những mà đều được nhé các bạn. Ở câu B, cặp quan hệ từ cô điền đó là chẳng những mà hoặc không những mà, cả hai cặp này đều được. Ở câu C, cặp quan hệ từ cô điền đó là không chỉ mà. Các bạn giỏi với bài làm của mình nhé. Cô và các bạn vừa hoàn thành xong bài tập về nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Sau bài học hôm nay, các bạn chú ý cách xác định các vế câu ghép và dùng quan hệ từ sao cho phù hợp nhé. Sau khi đã trả lời câu hỏi và nắm chắc bài, các bạn sẽ làm phiếu bài tập đầy đủ và gửi về cho cô nhé. Cô chào các bạn.